Xin chào các bạn. Giờ mình giới thiệu các bạn thấy hành khách B là ZRM 102A nha. Máy này in A4 trắng đen nha các bạn. In cực kỳ nhanh. Tốc độ in nhanh, đẹp. Hộp mặt da rẻ, in rất là nét nha các bạn. Nó hộp mực nó tuy nhỏ nhưng mà nó không có mực thải. Loại này thì rất là bền. Rồi để mình in test thử nha. In test một cái bản test ra ra. Và test cái counter của nó. Cái máy này cực kỳ đỉnh luôn. Nhỏ gọn đẹp màu trắng. Rất là đẹp. In thì rất là nhanh. Tốc độ của nó là 20 tờ tới 25 tờ trên 1 phút đó. Cao hơn cả Canon 2009 nữa. Rồi đây. Counter rất là đẹp. Đây hình ảnh của nó đây ha. Rồi một số cái hình ảnh của máy sau khi đây mình chụp đây ha. Máy đẹp lắm nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Counter đẹp. Cảm ơn các bạn nha.